Hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. Sự rối loạn nội tiết tố tác động đến buồng trứng, dẫn đến sự hình thành của các nang nhỏ bên trong, khiến quá trình rụng trứng không diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt và làm suy giảm khả năng sinh sản. Dù đây là một bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, nhưng cho tới nay, nguyên nhân dẫn đến hội chứng buồng trứng đa nang vẫn chưa được xác định rõ. Hiện nay người ta vẫn chưa có xác định được nguyên nhân chính xác tại sao ở một số phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang. Mặc dù cái số người mà bị khá là nhiều, tức là lên đến 10-20% là nhiều, tức là 10 người là có 1-2 người có thể bị hội chứng buồng trứng đa nang rồi. Thì người ta thấy có thể là sự kết hợp của cả 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do một phần do di truyền một phần thôi chứ không có toàn bộ. Yếu tố thứ hai là do cái quá trình mà em bé phát triển trong cơ thể người mẹ, do cái điều kiện người mẹ có những một số cái rối loạn trong cơ thể người mẹ nó ảnh hưởng, nó làm cho em bé đó dễ mắc bị hội chứng buồng trứng đa nang hơn. Thứ ba là do cái lối sống, cái kiểu ăn uống lối sống của trẻ, đứa trẻ là nữ đó, đứa bé gái khi từ nhỏ đến khi lớn đó, thì cái chế độ ăn, cái lối sống nó có thể làm tăng cái nguy cơ hội chứng buồng trứng đa nang. Thì hiện nay người ta thấy cái nguyên nhân là có vẻ là một cái nguyên nhân phối hợp do nhiều yếu tố. Nếu mà ở phụ nữ khoảng chừng trên dưới 20 tuổi mà thấy chu kỳ kinh nó cứ thường xuyên, nó không có đều, thì cái nguy cơ bị hội chứng buồng trứng đa nang rất là cao, có thể đến 70-80%. Và một số triệu chứng nữa, ví dụ như khi mình đi khám phụ khoa, mình đi siêu âm, thì có thể bác sĩ siêu âm sẽ nói cái buồng trứng có rất nhiều cái nang nhỏ, người ta hay gọi là đa nang. Thì đó là những triệu chứng mà thường phát hiện sớm nhất và người phụ nữ đến gặp bác sĩ sớm nhất. Còn những cái triệu chứng như là tăng cân, dễ tăng cân, rồi có mụn trứng cá hay là tiết nhờn nhiều hay đậm lông thì nó chỉ gặp ở khoảng chừng 40-50% trường hợp thôi. Mắc hội chứng buồng trứng đa nang, người bệnh lo lắng về khả năng mang thai tự nhiên. Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, tuy theo từng trường hợp, không phải bệnh nhân nào cũng cần phải can thiệp điều trị mới có thể mang thai. Mặc dù khi mà bị hội chứng buồng trứng đa nang thì do cái buồng trứng nó hoạt động không có đều đặn, nó dẫn đến khó có thai. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp, vẫn có hiện tượng rụng trứng. Không phải là thường xuyên, nhưng một năm vẫn có một số lần rụng trứng. Và nếu mà hai vợ chồng quan hệ thường xuyên thì cái cơ hội có thai cũng có. Thứ hai là nhiều khi mình chỉ cần đến bác sĩ khám, hướng dẫn để mình có thể mình giảm cân, hoặc là dùng những cái thuốc hoặc các biện pháp, hoặc là chế độ ăn, tập luyện để điều chỉnh lại các cái rối loạn của cơ thể, thì có thể đã tăng cái số lần rụng trứng và có thể đã tăng cơ hội có thai tự nhiên rồi, chứ không bắt buộc là phải làm thụ tinh cho ống nghiệm. Ngoài ra, hội chứng buồng trứng đa nang còn liên quan đến rối loạn chuyển hóa đường và mỡ trong cơ thể. Bác sĩ Hồ Mạnh Tường nhấn mạnh, biến chứng nguy hiểm của bệnh lý này không chỉ xuất hiện ở độ tuổi sinh sản gây vô sinh hiếm muộn, mà còn là những hệ lụy kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe ở độ tuổi trung niên của người phụ nữ. Do đó, việc điều trị sớm hội chứng buồng trứng đa nang là điều cần thiết để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm về sau. Hội chứng buồng trứng đa nang là nó là một cái rối loạn toàn thân, và nó ảnh hưởng đến nhiều cái hoạt động trong cơ thể. Thường thường người phụ nữ đến khám là do những cái triệu chứng trong cái giai đoạn sinh sản, tức là mình kinh không có đều hoặc là khó có thai. Một số người vẫn có thai tự nhiên được. Tuy nhiên cái đó chỉ là những cái rối loạn trong giai đoạn cái tuổi sinh sản thôi. Khoảng chừng tuổi trên dưới 40 trở đi á, thì cái vấn đề về sinh sản nó không còn lớn nữa, tại lúc đó người ta cũng đã có con đủ rồi. Thì các cái vấn đề tiếp theo về sức khỏe của người phụ nữ là bị đái tháo đường, tăng huyết áp và các cái bệnh tim mạch, các cái biến chứng khác của đái tháo đường và cao huyết áp. Và nếu lớn tuổi nữa đó thì cũng có thể phát sinh một số cái như là ung thư nội mạc tử cung và các cái bệnh lý nội khoa khác, nó sẽ xuất hiện nhiều hơn.